trong năm qua, bên cạnh chú trọng công tác quản lý bảo vệ rừng, huyện Cát Tiên cũng đã tích cực phát động các phong trào phủ xanh đất trống đồi trọc bằng việc trồng cây phân tán quanh các tuyến đường liên thôn, liên xã, trường học, khu đất trống và khuyến khích người dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế vườn rừng khá hiệu quả. Điều này không chỉ giúp cho khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của rừng mà còn tạo cảnh quan xanh sạch đẹp cho địa phương. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Đây là những tuyến đường liên thôn liên xã của huyện Cát Tiên. Dọc hai bên đường, những hàng cây sao, cây gõ, xà cừ có độ tuổi từ 2 đến 3 năm tuổi mọc lên xanh tốt. Để có được những tuyến đường cây xanh đẹp như thế này, đó là kết quả của quá trình phối kết hợp giữa chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể cùng với người dân trong việc tham gia thực hiện. Thống kê cho thấy, chỉ tính riêng từ cuối năm 2015 đến nay, địa phương đã trồng được 7.000 cây phân tán các loại tại các tuyến đường, khu dân cư và trên 92 hectare rừng tại các khu đất trống đồi trọc. Qua đó, từng bước nâng cao độ che phủ của rừng trên địa bàn. Thực hiện sự chỉ đạo là những xây dựng kế hoạch trồng rừng và trồng cây phân tán trên địa bàn. Căn cứ vào kế hoạch đó thì có những các cái nguồn của những ngân sách tỉnh, rồi có những các cái nguồn như quỹ bảo vệ rừng, là quỹ dịch vụ rừng ấy, là cung cấp cái kinh phí, và sau đó trên cơ sở kinh phí đó thì có những xây dựng của những cái trồng cây phân tán trên địa bàn, là có những cụ thể là có những là trồng các cái thứ nhất là trồng trong các khuôn viên trường học, rồi cấp cho các địa phương về trồng của những các cái đường liên thôn liên xóm, rồi có những là trồng trên các cái đất mà gọi là mình gọi là đất cằn cỗi mà không trồng được loại cây gì cả, rồi là cấp cho các cái hộ dân mà có cái mô hình là có những là trồng cây phân tán cũng như trồng rừng tốt. Bên cạnh thế mạnh là sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là lúa, hoa màu và một số cây công nghiệp dài ngày như tiêu, điều. Trong những năm qua, huyện Cát Tiên còn khuyến khích người dân khai thác hợp lý các mô hình vườn rừng. Bước đầu, những mô hình này đã đem lại những hiệu quả nhất định. Điển hình có gia đình ông Nguyễn Xuân Ninh ở xã Tiên Hoàng, một trong những mô hình vườn rừng điểm được địa phương làm cơ sở để nhân rộng ra toàn huyện. Tiên phong phát triển kinh tế với nòng cốt là các loại cây lâm nghiệp xen lẫn với cây ăn quả như bờ lề đỏ, mây, cây tai tượng, sao, xà cừ, cẩm lai. Mỗi năm, mô hình vườn rừng của gia đình ông Ninh đã cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Cái cây rừng này, cái cây nó cũng rất dễ trồng vì nó là cây hoang dã, nó ít sâu bệnh. Như tôi nghĩ về lâu về dài, những cây này là cũng rất hiếm nên càng ngày càng khó ra, nên tôi cũng chỉ phải suy nghĩ là như vậy nên là tôi làm. Còn những cây rừng của tôi như song mây các thứ thì tôi thấy cũng được. Nếu mà giá trị, nếu mà được thu thì chắc người ta biết rồi, các anh biết rồi, người ta bán ký thôi chứ không làm. Thực tế cho thấy những mô hình vườn rừng như gia đình ông Ninh và hàng chục hộ dân ở Tiên Hoàng và Gia Viễn không chỉ tận dụng tối đa diện tích đất tại chỗ, mà còn từng bước chuyển đổi sản xuất một cách hợp lý theo cơ cấu nông lâm kết hợp trên vùng đất còn khó khăn như Cát Tiên. Trong quá trình thực hiện thì về phía hạt kiểm lâm là thực hiện cái vai trò là cái thứ nhất là đôn đốc, cái thứ hai là kiểm tra, cái thứ ba là giám sát, cái thứ tư hướng dẫn về kỹ thuật, cái thứ năm nữa là coi như là cũng thường xuyên là coi như là nhắc nhở người dân về công tác là coi như bảo vệ chăm sóc cây trồng. Thì coi như từ cái hiệu quả này thì coi như là từ đó là lan truyền ra coi như là lan truyền ra các xã. Lần đường gãy giả thì coi như là bắt đầu người dân mà thấy được cái hiệu quả, thấy được cái mô hình, thì coi như là bắt đầu người dân bắt đầu là thực hiện. Bằng chủ trương đúng đắn của địa phương cũng như linh động sáng tạo của những người đi đầu như gia đình ông Ninh, rõ ràng đây là những hướng đi tích cực, từng bước khẳng định hiệu quả của rừng mang lại, qua đó góp phần bảo vệ môi trường sống. Đảm bảo lợi ích sức khỏe và thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng chính là mục tiêu.